Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Đại tu đội 1, MU thành trường 5 công thần. Ten Hag quyết rời Ajax, cơ hội lớn cho MU. Chia tay Ronaldo không phải viễn cảnh xấu với MU. Và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Đại tu đội 1, MU thành trường 5 công thần. Phía chat tiết lộ, Manchester sẽ có cuộc cải tổ đội hình quy mô lớn và họ đã lên kế hoạch thanh trừng 5 công thần. Đầu tiên đó là Harry Maguire. Sau tất cả, cựu sao Leicester City không thể chứng minh anh xứng đáng với mức giá 80 triệu bảng mà Manchester đã bỏ ra. Phong độ của Maguire sa sút thảm hại ở mùa giải năm nay. Anh không thể trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho các đồng đội về mặt chuyên môn, chứ chưa nói đến tinh thần. Do đó, quỷ đỏ đã đưa Maguire vào danh sách cần thanh lý. Họ xem Antonio Rudiger và Manuel Akanji như là phương án thay thế tuyển thủ tam sư. Tiếp theo đó là Edison Cavani. Đóng góp của tiền đạo người Uruguay ở mùa giải năm nay là vô cùng hạn chế. Cavani thường xuyên gặp rắc rối với chấn thương và thể lực. Cựu sao PSG đã 35 tuổi và sẽ hết hạn hợp đồng vào hè tới. Không có lý do gì để quỷ đỏ tiếp tục giữ chân cầu thủ này. Để Cavani ra đi cũng sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford giải phóng đáng kể quỹ lương của câu lạc bộ. Thứ ba đó là Cristiano Ronaldo. Tương lai của CR7 đang là dấu hỏi rất lớn. Bất chấp Ronaldo đã có 18 pha lập công cho MU kể từ đầu mùa, tuy nhiên anh bị xem là vấn đề trong lối chơi của quỷ đỏ. Ở tuổi 37, không thể đòi hỏi tiền đạo người Bồ Đào Nha di chuyển liên tục để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Sau khi mùa giải 2021-22 khép lại, Rangnick sẽ phải đảm nhận vai trò cố vấn. Do đó, ban lãnh đạo MU phải bổ nhiệm vị thuyền trưởng mới có triết lý tương đồng với Rangnick. Ronaldo vì vậy nhiều khả năng sẽ ra đi nếu quỷ đỏ theo đuổi phong cách bóng đá hiện đại. Thứ tư đó là Mark Rashford. Tương lai của tiền đạo người Anh trở nên bất định vì phong độ sa sút thảm hại. Rashford không được Rangnick trọng dụng trong thời gian qua. Hợp đồng của số 10 sẽ đáo hạn vào năm 2023. Nếu như vị huấn luyện viên mới không có ý định sử dụng Rashford, ban lãnh đạo MU buộc phải lên kế hoạch bán chân sút 24 tuổi vào hè tới, đẩy tránh mất trắng. Và cuối cùng, đó là David De Gea. De Gea xuất hiện trong danh sách này có phần gây bất ngờ bởi ngôi sao người Tây Ban Nha là cái tên chơi ổn định nhất trong đội hình Manchester mùa này. Tuy nhiên, hạn chế của De Gea chính là khả năng chơi chân. Đó cũng là lý do anh không được huấn luyện viên Eric Kay triệu tập lần này. Nếu như vị thuyền trưởng mới muốn sử dụng một thủ thành hiện đại, chơi chân nhuần nhuyễn, Dean Henderson sẽ được trọng dụng. Ten Hag quyết rời Ajax, cơ hội lớn cho MU. Erling Ten Hag và Mauricio Pochettino đang được xem như hai ứng cử viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên trưởng Manchester. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả hai vị thuyền trưởng này đều còn giao kèo với đội bóng chủ quản, quỷ đỏ sẽ phải chi một khoản kinh phí tương đối để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng. Nhiều đồn đoán cho rằng PSG có thể sẽ sa thải Pochettino sau màn trình diễn thất vọng tại Champions League, nhưng đại diện nước Pháp muốn chờ đợi cộng động thái từ Manchester trước khi đưa ra quyết định. Trong khi đó, Ajax vẫn tự tin về việc Ten Hag sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài cùng câu lạc bộ. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Metro, bước ngoặt đã xảy ra. Cụ thể, Ten Hag đã quyết định rời khỏi thủ đô Hà Lan vào cuối mùa giải năm nay để tìm kiếm cho mình thử thách mới. Ngay cả khi Manchester không liên hệ, chiến lược gia người Hà Lan vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm. Như vậy, cơ hội chiêu mộ nhà cầm quân 52 tuổi đang rộng mở đối với đội chủ sân Old Trafford, nhưng chắc chắn họ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chia tay Ronaldo không phải viễn cảnh xấu với MU. Đội chủ sân Old Trafford thật sự cần một cuộc thanh lọc lực lượng lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Để Cristiano Ronaldo rời đi có thể là giải pháp tốt cho tất cả. Trong 3 năm qua, Manchester dường như né tránh sự thật rằng hàng công của họ không có một tiền đạo nào thật sự xuất chúng. Những giải pháp nửa vời chỉ khiến quỷ đỏ rơi vào tình trạng thừa về lượng nhưng thiếu về chất. Khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 sắp tới, Manchester đối mặt bài toán khó trên hàng công. Họ có thể phải thay gần như toàn bộ các chân sút hiện có. Liệu Ronaldo có chấp nhận thi đấu ở Europa League? Một cuộc tháo chạy hàng loạt trên hàng công Manchester là điều rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, cố huyền thoại Johan Cruyff từng nói rằng trong mỗi bất lợi luôn có những thuận lợi. MU nhiều khả năng kết thúc mùa giải 2021-22 với những kết quả thất vọng. Việc họ làm mới đội hình là cần thiết. Ngay cả khi Ronaldo chấp nhận ở lại Manchester, phong độ sa sút của anh thời gian qua không mang đến tín hiệu tốt. Siêu sao người Bồ Đào Nha vừa bước sang tuổi 37 và đến mùa giải sang năm, phong độ của anh có thể tệ hơn. Sau cú hat-trick của lưới Tottenham Hotspur tuần trước, Ronaldo quay trở lại với phong độ mờ nhạt ở trận gặp Atlético Madrid. Ronaldo còn chơi tệ hơn trận đấu lượt đi khi không có nổi cú sút hay lần chạm bóng nào trong vòng cấm đại diện Tây Ban Nha. Thời gian không chờ đợi một ai, kể cả người đó có là Ronaldo hay là Messi. Alan Shearer nói rằng đến lúc người hâm mộ Man United nên giảm bớt kỳ vọng vào CR7. Anh không thể duy trì hiệu suất ghi bàn hay kiến tạo như thời còn sung sức. Ban lãnh đạo Man United có lẽ cần cân nhắc những gì Shearer nói. Nơi đó thành Manchester hờ hững quá lâu việc bổ sung một trung phong đẳng cấp trong nửa thập niên qua. Họ để hụt mất Erling Haaland 2 năm trước, dù Oliver Solskjaer có mối quan hệ tốt với cầu thủ và gia đình anh. Quy đỏ thậm chí chưa bao giờ cố tiếp cận Harry Kane như cách Man City làm vào mùa hè năm ngoái. Ban lãnh đạo MU đặt niềm tin lớn vào Martial, Rashford hay Greenwood và thất bại. Sự hiện diện của Ronaldo vào mùa hè 2021 cũng gần như đóng sập khả năng đội bóng mua một tiền đạo trẻ khác. Nếu Ronaldo rời đi, cơ hội để MU thu hút các chân sút sẽ dễ dàng hơn. Nơi đỏ thành Manchester phải lao vào thị trường chuyển nhượng mùa hè 2022 với rất nhiều thách thức. Không còn nhiều trung phong giỏi sẵn sàng chuyển câu lạc bộ trong phiên chợ hè tới đây. Man City được cho sẵn sàng trả cho Haaland mức lương 500.000 bảng trên một tuần, cùng khả năng cạnh tranh cho những danh hiệu hàng đầu. Liệu MU có thể đưa ra đề nghị hấp dẫn? Nếu Quỷ Đỏ thất bại trong việc giành suất dự Champions League, họ khó mà thu hút các tiền đạo ở đẳng cấp như Haaland. Có lẽ, ban lãnh đạo Man United nên tìm đến những mục tiêu khả thi hơn. Lautaro Martinez của Inter Milan có thể là một lựa chọn để làm mới hàng công đội chủ sân Old Trafford. Truyền thông Anh cũng đề cập đến những cái tên khác như Alexander Isak, Darwin Núñez hay Jonathan David trong danh sách các tiền đạo tiềm năng trên thị trường. Cả 4 mục tiêu kể trên đều còn trẻ và có thể trở thành trụ cột ở bất kỳ đội bóng lớn nào trong thời gian dài. Nếu Man United không thể cạnh tranh chữ ký cho Haaland hay Mbappe, họ cần hướng đến những mục tiêu thiết thực hơn. Bất chấp kết quả của cuộc đua top 4 Premier League vào cuối mùa như thế nào, Quỷ Đỏ cần một cuộc đại phẫu lớn. MU đã có sẵn người thay thế hoàn hảo cho Pogba. Tương lai của Paul Pogba đã khiến báo giới tốn quá nhiều giấy mực trong những năm qua. Việc đàm phán giữa tiền vệ người Pháp và Man United đã bị đình lại trong thời gian qua, trong bối cảnh hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào tháng 6 tới. Như Rangnick đã gợi ý, Pogba cần chơi hay trong phần còn lại của mùa giải để lấy về một hợp đồng lớn, dù với Man United hay một đội bóng khác. Đó là cách hành xử của những con người chuyên nghiệp. Tuyên bố của Rangnick dường như đã ngầm thừa nhận Man United không còn muốn giữ chân cầu thủ sinh năm 1993 bằng mọi giá. Quỷ Đỏ đang trong quá trình tái thiết. Mức lương 500.000 bảng trên một tuần mà Pogba yêu cầu có thể khiến đội bóng mất cân bằng về quỹ lương. Quả thật, nếu nhìn vào đội hình của Man United thời điểm này, Rangnick có một phương án tuyệt vời để thay thế Pogba. Theo đó, họ đang sở hữu một James Garner đang chơi tuyệt hay và sẵn sàng đóng góp cho Quỷ Đỏ ngay mùa tới. Giám đốc kỹ thuật của Man United Darren Fletcher đã nói rằng Garner sẽ là một phần trong kế hoạch tiền mùa giải của họ. Cầu thủ này đã đá chính 71 trận trong 2 năm qua cho đội trẻ Man United và do đó có lý do để tin Garner sẽ được trọng dụng khi mà Pogba ra đi. Mùa này, Garner đang thể hiện rất tốt trong màu áo Nottingham Forest dưới dạng cho mượn. Anh là nhân tố chính giúp đội bóng đang chơi ở Championship vào đến tứ kết FA Cup. Đồng đội Jack Colbach tin rằng phẩm chất của Garner là không cần phải bàn cãi và việc anh chơi bóng ở ngoại hạng Anh là chuyện sớm muộn. Colbach nói, đối với tôi, anh ấy có tất cả các phẩm chất cần thiết. Anh ấy cầm bóng rất tốt, về mặt kỹ thuật, khả năng chuyền bóng xa hay gần của anh ấy đều tuyệt vời. Nhưng anh ấy còn mạnh ở một điểm, đó là phòng ngự. Tôi nghĩ anh ấy chưa được tín nhiệm, nhưng anh ấy thực sự phòng thủ tốt. Anh ấy bao quát rất nhiều, xử lý rất nhiều và bạn cần điều đó. Giống như bất kỳ cầu thủ nào, bạn phải cúi đầu, tiếp tục làm việc. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã làm đủ, nhưng Jimmy sẽ có cơ hội tốt như bất kỳ ai. Tương tự, sau khi chứng kiến Garner chiến đấu để chống lại dàn sao Liverpool cuối tuần qua, huyền thoại Man United Roy Keane cũng đã dành những lời có cánh cho tiền vệ 21 tuổi. Keane nhận xét, cậu ấy rất giỏi về kỹ thuật và thích cầm trịch trận đấu, lùi sâu nhiều hơn Jet một chút. Trận đấu hôm nay thực sự khó khăn đối với cậu ấy, nhưng nó rất tốt cho những cầu thủ trẻ được trải nghiệm khi thi đấu với những ngôi sao hàng đầu của Liverpool. Đó là một cách tuyệt vời để học hỏi. Rõ ràng, giới chuyên môn đang đánh giá rất cao khả năng của Garner và với một người rất mát tay trong khâu đào tạo trẻ như Rangnick, người ta có thể tin tưởng rằng mùa giải 2022-2023 sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Garner. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!